Chúng ta không thành thành được bao nhiêu, cứ dân biến bốn, cứ chỉ mê cái lý giống, rồi có chỉ process, rồi bỏ cả bộ hai trên mê tạm lý giống nào. Dân biến tính mỗi cứ glycolysis, tính bê cứ grab cycle, tính bê cứ oxidative phosphorylation, trong ra cứ gluconeogenesis. Hai trong bài chọc này, session nâng phong đá, cứ tính mỗi trong điện tử ốc nghĩa, trên việc rõ bị đồng đá can thì glycolysis, ta vì mình này bạn mới, rồi còn đồng đá can vì bạn mới. Tiếp B, anh điện tử ốc nghĩa, rồi rõ bằng B, acetyl coenzyme A, B, pyruvic acid, ta vì bằng bài giang mất. Tiếp B, dòng B, tôi nhìn tí được bằng Krebs cycle, nâng nông cellular respiration. Tiếp B, dòng B, tôi nhìn tí được bằng electron transport chain, nâng nông cellular respiration. Tiếp 4 cứ tẹt tông chùm môi ai điện ốc nghĩa đồng bị step để tẹt tông chùm môi tầng ai generate ATP đòi chemical osmosis nâng. Hồi trong đó cứ sử thay bằng với nơi ATP để dùng thật bán nó không thay breakdown nó không mùi molecule đi score ta mùi molecule đi score trong bằng cho mình chọn để cam bằng các ATP nó bán chùm môi mạng. Trong nhóm mơ carbohydrate metabolism còn là chỉ introduction tế chúng ta ở carbohydrate nó bị thua bằng mạch khác trên những đơn ấy thằng carbohydrate nó cứ chỉ organic molecule đã biết xong là bị cặp báo bị hydrogen hay nâng oxygen là tồn thay những cặp đơn đá thay carbohydrate nó bị miền đẳng score và pen monosaccharide miền đẳng disaccharide hay nâng polysaccharide cho bị miền ở bảy pen nâng thông thông ô thì họ cứ glucose nâng fructose cứ chỉ ô thì họ mỗi đá score chỉ monosaccharide hay chúng ta đã starch, glycogen, nó rất có sợi nó rất cứ chỉ ưu tiên hóa mỗi cứ một bộ polysaccharide. Cho nên đối với polysaccharide cứ bị cả tranh vì monosaccharide chỉ trang cho một đồng khí. Hay polysaccharide nó cứ bị mình đã tuổi tiên sống khá nên xâm rạp storage nơi thăm một bộ bảo dụng. Đôi chỉ starch nó cứ chỉ một bộ amidon được mai nơi ở tờ lộ ấy chỉ đào hay glycogen cứ chỉ score bằng rau để dùng sống tụng được không thao. Hay tại tôn chủ môi tận nâng structural component đó chỉ duy tính cứ chỉ viên nâng khăn ông sẵn ớt hay xa lý lốt cứ nâng khăn ông rụng cái chuyện hóa dường cho nó cứ chỉ polysaccharide đã biết chỉ score bằng rộng cho nên tôi hỏi thay duy tính chắc vì chỉ score bằng rộng nâng khăn ông sẵn ớt trong này xa lý lốt cứ chỉ score bằng rộng nâng khăn ông plan ở một rụng chuyện nặng hai nhân mơ cộng lộ bê dương đại trả sản chẳng nó không cùng lòng về để dân thua cả một bài giải hát cho nhiều cận đó ngay thằng cặp ô hai thì nó cứ viên là một bài tư chía đó mà hà tôi tôi chỉ đồng score tôi hay đồng score từng ông nó cứ bị án đập nôn cho tập nông chen thằng bọn của viên được mà nhớ hay viên được thua đồng đó và to từ cán trở chiếm là bay ở chai chai nutrient để trên cặp ô hai thì nó tới cao sự cam xem xem tiếp viên bay lên cạnh mà nhớ nó hay cỡ đơn đấy thay cặp bộ hai đấy nó cứ bị chậm đang thua cao một bát chậm bị mọt một hơi dớn đại miên chúng nuôi phí salivary amylase để salivary amylase nó cứ bệnh tranh mà bị cặp bệnh tự mọt một hơi dớn nặng hay hai viên nâng một cao ban để chia monosaccharide đại viên được chậm bắt đầu sôm yon cho tất cả non epithelium động bóp của viên tội mà nhiều lần cho những đơn ấy tôi để tìm được bao của viên tối cứ viên tôi để tí nó cá sôm yon nutrient same same để bằng bài thao nào trong bề đã sau vô mình đổ sạc cái hóa cứ được transport à mình đổ sạc cái để chia nutrient nước tới chia cam same same tiết để những hai khác cellular respiration nó cứ chập đám như này cho mà nó cứ bị bạn nặng hai ca được không meridian bỏ phòng đá cứ dùng focus từ lửa tìm mũi cứ từ lửa glycolysis nhưng đó ngay thật glycolysis nó cứ chỉ động đá cam mũi đá mình đổ sạc cái để những hai thằng glucose nước vi chập đám thuộc oxit cam hai viên nó bệnh chân nó tham một bố để store nơi khi nó bỏ bên này nó không sống quan được bao nhiêu nó không sống quan nó không kinh cảnh bao nhiêu lắm hai đập bay bay cứ đập bay thì là ATP là bay vô tập ra và to tiền
chẳng những dùng đối với stem để cellular respiration đó, cứ dùng thuật ăn riêng vì mê riêng cellular respiration đấy, cứ đi cứ dùng để dạy ông biết aerobic respiration bên này khác, ta thua đồng loạt được ham cao sĩ ca nó cứ đồng rơi ở miếng oxygen. Đại vì tập phân tâm với miền buồn trong nội thông thông, process này ca phải là ATP được bọc lưu cốt nấm, cứ tính với miền glycolysis, tìm biết cứ pyruvate oxidation, tìm bây cứ dùng cho nó crab cycle, hay trong cơ kế bằng cho oxidative phosphorylation nấm. Cho nên được mơ mùi mùi, chớ nhiều đời nhưng khi mình lấy mùi, lấy bí, lấy bay nấm bình tác, khăn ông lệch mùi nó cứ biến mình mê cần ý giống bi nó cả lại đồng của tổng dương nhiên cả lại glycolysis và tổng bác bằng dương biến phô pyruvate oxidation để bằng cho tổng đó crab cycle hay trong ra cái cứ electron transport chain để dương rồi có dương hai tháng oxidative phosphorylation nằm chấm dương được mơ đi cứ chỉ ATP summary process được bóng respiration đó đài glucose và dương nó cứ chậm đang phương được glycolysis đại phần ban từ chia pyruvate trong pyruvate này cả lại nó cứ dùng ban từ tua substrate level đại chia ban ATP được lại glycolysis nó cứ dùng ban thành một bộ ATP rồi tổng ban tiếp dùng phần ban pyruvate oxidation hay dùng phương vật to được không mitochondria nó cứ dùng được một bài pyruvate oxidation nó tới chia acetyl CoA hay vật to mà acetyl CoA còn được thua cam vật to cho tới không citric acid cycle và dùng hàng thành crab cycle cứ nâng nâng cứ dùng lần ban vì ATP đấy mình tác lại đem lần ATP ban trao trực kế cứ oxidative phosphorylation nè để chỉ electron transport chain hay nó khi bị ô osmosis nó cứ dùng lần ban ở hốt đó sam sập bùn ATP rồi còn cả lại khác cứ dùng lần ban sam sập bít tới sam sập bùn nó cả lại nâng cho nên cả lại nâng cái cứ lần ban ATP trao trực kế cho như cho mùi mùi tìm mũi cứ glycolysis cho những đó glycolysis cứ chỉ process mũi đại tệ tôn chủ mũi những cao bằng bay glucose cho cao bằng bay glucose nấm cứ vi phong ban tới chia pyruvic acid hay nó không nâng phong đá ca thôi glycolysis cứ vi thôi nó không sai tổng lai giống rồi bóp cao xịt cả tạm bất nâng lại nó cứ như tụ ban muôn ATP hai PNADH đại produce nó không glycolysis nấm bản tay nó không pathway nó produce net nên này thay dùng từ thuộc ban ATP để ra ra ban nó cứ biến tập ATP thành molecule được bóp glucose trong mùi glucose nó lại nó cứ dùng từ thuộc ban pi molecule ATP trong những hơi nó hàng cầu nó cứ chỉ phần tập hòa rốn gặp bất lại cô lại cứ biến động nào cả về về ngay từ đồng từ thuộc ban pi được bát pi ATP nhưng pi ăn ăn hàng đại đồng bộ lái cứ dùng biến đổi cố dùng bộ cho mỗi đồng ADP bộ pi thay đi bộ cho mỗi đồng pi ăn AD bộ đất bạn dùng từ âm là tập hoa trong cái đó cứ khi đổi quá ADP được ăn AD hết nằm cho nó cứ chia sẻ tập hoa trong cái đó chứ để tập ngọc khi ai mơ đi theo bán đi cứ chia video mỗi nhóm đừng đã để tập ngọc khi mơ để tôn cho mỗi tầng đất cái lại cô lại xí xong hay để tôn cho mỗi tầng đất đi theo được cái lại đó cứ nó hàng nam đài nó cứ biến ở mechanism mình thể thả ban ATP rồi có bị vẽ mùi tôi vẽ mùi nó bị bật bật lăng là được biến nát biến cái khác trộn trong video nó đang phát điện tập học này nếu ta sử dụng lăng quên để tôn trụ mùi tình ứng glucose molecule đó hai dòng mớ tiên bị để tôn trụ mùi tình ứng pyruvate oxidation cho nên không glycolysis cứ dùng từ tua ban pyruvate đấy chắc pyruvate cứ dùng từ tua ban và hô từ đó pi molecule pyruvate chắc nó không state đi để tạo tôn chủ mùi cellular respiration nhưng ban pi pyruvate molecule pi mùi molecule được bóp glucose nó không glycolysis đại vì cả đang là trong cytosol ok nó không cytosol trong nơi vì một nó cứ vì nó không cytosol được kia hay nó cứ vì thuộc cả phần tỏ tiền trong bài tập máu pyruvate còn phụ oxit cám ban tới chia acetyl CoA để acetyl CoA nó từng vô tập ra ra tập to nó không citric acid cycle được gọi là thành crab cycle để biết các lang được không mitochondria cho nhiều mơ formula tới dùng men vì pyruvate bổ cho mọi lần ăn ăn để bổ bổ cho mọi lần coenzyme A cho nhiều biết cá cho luôn vì coenzyme A đồng bơi bằng bay thì pyruvate tới chỉ acetyl CoA cho luôn vì ăn ăn để bổ bằng lại tới chỉ ăn ăn để hát hay còn biết nơi release nơi cell đời đại chắc là tập hợp để dùng từ tua bát thứ pi acetyl CoA một trong mỗi đồng pi ăn ăn để hát
bộ chủ môi nước pin nitrogen hay chủ môi nước carbonate cell đơ nước pin molecule chứ nó không pyruvate oxidation cứ như thôi nó không sai đầu gió hai bên nó bóng lái cái chia acetyl coa nữa đi còn để chiêm tại tôi chủ môi tần oxidation reaction bật thay thế thì dựng ảnh hơn cả bạn nhưng bật thay để thuộc ai hai ca produce acetyl coa nó cứ những đó ấy cứ ban trên vị bay cầm bao đi còn là chuyện đi theo và thay thế bay cầm bao độ bao phi đường bát trong phi đường bát nó cứ viên viên cầm bao trong nguồn bay hai viên ban từ chi acetyl từ một đại lượng hàng gram rung động hai bay nó cứ electron transfer an an để bột nó cứ qua transfer một molecule của bao proton và tất cả ban từ chi an an để hàng động hai bay nó acetyl group còn bột bị trâu khi chúng mình nó coenzyme A đồng bằng các bạn thì chia acetyl CoA nè thấy acetyl CoA nó cứ tiêm cô được chỉ sát đồng bấy cho tới thứ nông trạm sai kho nè chắc nơi nông nó còn những viên video quý đáy chúng mình làm bị trâu hay là từ ngon khi anh vừa đi thế để tôi chúng mình tận nấc pyruvate oxidation nè và tạo bản tiện do ban ở tại tôi chúng mình tận nấc pyruvate oxidation cứ như từ ban acetyl CoA chắc acetyl CoA nó cứ quan đọc ra ra phần to cho tất cả nông kẻ sai khó được có dưỡng hàng tháng citric acid sai khó đã citric acid sai khó nó cứ cạn lại được nông mitochondri dưỡng đó là cứ nông viên phương đồng đá cá nó nông mitochondri đại nông nông sai khó ní cứ nông nông external of sai khó ní cứ bay mô lịch kia đến cầm bao điểm sai cứ produce như này thà bạn cầm bao điểm sai chủ luôn bay mô lịch kia bí one pyruvic molecule như này thà chân bí pyruvic molecule một molecule nhưng từ tua bán với cell đơn hai nâng ba được kể tiện hai được ban pram phe đây hydrogen là tố hai trơ ban định mũ đau cô ăn diễm ăn ad hay nâng ad ad tìm chân tí tí như nâng mơ ở đi theo cái thai chân nâng không nâng thông đáy bí molecule để pyruvic acid cặp bao điều sai nhưng từ tua ban thu ATP molecule và mùi ăn ad hai molecule hay nâng pi alpha ad hai đơ một kiện trong những cơ chế mà tập hợp luôn để dân được tập tuộc bán đại sa tay nó không sai thành acid sai khó nó cứ dân phơ pi trộn dân ăn phơ mình trộn mấy đại sa tay acetyl CoA để dân tập tuộc bán pi pyruvic pyruvate oxidation nó cứ chuyển một pi một kiện acetyl CoA trong acetyl CoA mà đó cứ qua tập tuộc bán mui ATP đặc biệt acetyl phơ pi đo pi trộn nó cứ tập tuộc bán thu ATP cho như mơ của một hàng cầu nó tập bóng nói cứ miễn oxalo acetat bộ chủ môi đường acetyl CoA bộ chủ môi đường ADP bộ chủ môi đường PI bộ chủ môi đường VNAD bốt bộ chủ môi đường đường FAD bạn nhớ được tuộc bán không ăn dịp A bộ ATP bộ ăn ADH bộ bay ha bốt bộ FAD bốt bộ chủ môi đường PCO đỡ hai ban tập lọc máu với cứ oxalo acetat nằm cho nó cứ phơ rồi dập bếp mà trồng nè nông grab sai khó cứ miên miên đồng nạc cá miên cứ chủ mua đồng bầy đồng nạc cá đại đam tranh vì acetyl CoA nữa ban từ chia citrat nữa nhưng khởi ban từ chia citrat nữa hay citrat nó còn đồng phơ cá và to tiếp ban từ chia isocitrat hay ban từ chia alpha keto glutarat chân phơ bầy đồng hồ đồng bầy trộn nữa chân khi dừng hãy mơ nông trộn nữa hay còn nhóm miên video đi phong đáy sau này được học thêm mới thành tá cùng bay động lạc ca nó cứ thua bằng mạnh thật hay là tập hoa trong cá cứ mang đến kỳ thật hay ông châu đo chúng là quy tiết cứ để tôi chúng mua tần đó electron transport chain này nhóm mang đến bị đào mới thá electron transport chain nó cứ cần lại đá được phần lật ATP mang cho chính kỳ trong nó khăn ông electron transport chain này cứ viết thua nữa này cứ viết thua nó khăn ông Christe robot mitochondria Christe nó cứ cần lại phần phần robot mitochondria nào hai cái chi sử dụng của sai tổng cơ hay nó có ăn gì exist cho nên cái nó cứ về đến complicate về đến ở nhà nhảy nó không structure nó không mechanism tổng ăn nào phần tay còn cho anh tổng ăn thiên đơn thế cứ bị cắt là nó không crystal của bao mito công trí hay cái này nó ấy cứ cái này là miền si tổng cơ hay nó có ăn gì nó cứ bị trôi hút nó không cam thật ATP hay nó cam là độ electron nào cho mà cái đại electron transport chain nó bên đây thế cứ electron nó cứ bị bao tử vinh tử vinh tử vinh tử nước cả lại mitochondri nó hay nước nội electron nước nội ATP hang FAD bo sống to FAD hang đỡ cứ flow bên này thang quạt hồ trong through series transport chain đang tại mặt đỏ hay electron nó cứ pan pi ở series nó bị môi tơ muối đòi oxidation reaction như vậy đó là oxy tự cam rèn cam
chóng viên bóng bóng energy đọc bây cái tua ba cái chế thầm pi ATP chẳng thì bình áp energy thì form ATP chẳng viên bóng đó thầm một bộ đọc bây phần bản chế thầm một bộ ATP hai trong phần trọng hoặc đáy cứ electron hydrogen ion hydrogen hay nâng free oxygen đó vì combine thì biết đọc bây phần bản chế molecule tập chúng nó không process nó không đá cứ ATP cứ phân bán đại biểu vật thay cho môi tận đó inorganic phosphate chẳng là inorganic phosphate nó cứ PI nó nhưng mà nó càng rút càng sáng nó cứ dùng khơi những process đó cho những bạn ATP trong bạn ATP cứ bị mình cài cho luôn PI ATP bông cho môi tận đó PI nó bật lên bật chi ATP chẳng cái này nữa cứ chỉ process để ATP synthesize ok trong phần tọa bắt tiếp most ATP cứ nhung bệnh mang nhóm dạy cho cứ ATP phía chá cứ qua produce nâng nóng đọc đạc ca nâng electron transport chain nâng nổi nâng cả lại cả đá nâng nhưng khởi nhất cứ bị bọt trong băng lá bốn lá cứ ăn ATP việc bọt electron muối trong việc phần lần 3 từ chiếc ăn AD hai phần tọa bắt tiếp FADH việc bọt tớ hai cả lại rút tiên nguồn đó cứ vì tệ tôn chủ mối tận năng cam phản mang tình trình tập trong bên nó cứ ion hydrogen bộ chủ mối tận năng ion free oxygen nằm bên phản mang tình trình tập hay trong đó cứ cam phản lệnh ATP nó ok, trong một tổng bản tiết cái này nó cứ vô mua đi theo tệ tôn chủ mối tận năng cam phản ATP nó cho các anh này hát FAD thú vì contain energy electron trong bên nó cứ vì miền thả một bộ nó không nó hay anh ấy để hai molecule nó cứ hoạt động nuôi electron nó đọc với cho tập nó mitochondria để transfer electron pizzeri membrane bound protein hay là cái hạt thả electron chain cho mà nó quan là chưa ao để cho mình đây mình thay mấy tập electron transport chain nó hay nhung cầu nguyện video đi phong đá và xin chỉ dùng ăn bàn tặng nước nóng để bị khỏi nít tế để từng ông khi anh mời đến luôn anh mang bộ đồ sạch tập video đi vì riêng chớ hay vì riêng quê đài cho và xin chỉ dùng ăn bàn tặng tế để từng ông khi còn được chọn đơn lên nước để từng ông khi anh mơ đi theo để thông chủ mùi tận nước electron transport chain bàn ok và tọa mất tiếp cứ tệ tôn chủ mùi tận nước building an electron chemical gradient cho nên còn trong một chiếc bánh thêm từ lỡ nhưng đó ngay nước ngọt này nhóm ban giấy nước cứ viêm phẹo con chủ mùi tận nước Eukaryo, Menacosica Eukaryo đã chiếm một phép aerobic metabolism Meleta chiếm metabolism mũi đã viết rất cao oxygen trên trạng mạnh đã viết take place nơi mitochondria nữa hay nhóm đó mùi tiếp cứ Krebs cycle cứ viên nước nông matrix của mitochondria đã chia internal compartment cho nhóm đó ngay hay proton, nhóm score proton cứ proton bột nữa hydrogen đó cứ việc pump out nên là việc viên bỏ trên tất cả matrix của mitochondria đó đại chia intermembrane space nó mình nên chỉnh nó phân nhiệt tăng độ phân nhiệt cao sẽ càng hai mối tiếp tại tôn chủ mối tận đó producing ATP chemiosmosis cho nên tại tôn chủ mối tận đó KPA rồi có sai PA này cả phần ATP để dùng nơi electron nào chẳng những mới để tôn chủ mối nâng strong gradient with many proton outside of the matrix and a few inside set up cho những khởi như nâng 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 phòng đáy cứ nâng cả lại interspace intermembrane space nâng cứ viên miên proton nâng trà cho nâng inside nâng nâng cao dị ca nâng cứ viên miên tệ trẻ chẳng về nâng cứ proton nâng cứ chạm đám cho tập nâng matrix nâng cho tập nâng nâng cao dị ca nâng hay through special channel with dry synthesis of ATP trong bên nó cứ viết cho các cho tập nông channel nó đọc bài phần bản chỉ ATP để dựng hạ thăng oxidative phosphorylation ok cho nó khăn nông chemio osmosis nó cứ energy cứ viết store nó khăn nông proton gradient để viết generate bán vì electron transport chain nó đọc bài phần bản chỉ ATP hay bên nó phòng đáy cứ nó khăn nông mitochondria membrane nó cứ viết miên port complex để dựng hạ thăng ATP synthesis cho nó cái này nó dùng vô đại đại để tôi chụp hình ATP synthesis đó cho cái này nó cứ chỉ thuyền biến mũi đại viết xong là power được với nguồn y giống proton nó chỗ cho tập nông phía cao sẽ cả được bao nhiêu nào cho tập nông matrix của bóng mitochondria nào trong bê là proton có y giống hạ bộ nó chỗ cứ cho nó cạnh
transverse complex to south of the complex rotation là cái này mean complex tim một complex tim hai complex tim ba tim bốn nên cái hàng thang complex để những hàng thang sai tổ cầu nằm cho nó về đến detail thì hai về rotation về nóng cho nóng chân ta tam nên bị đập mi bị mạnh vừa đập nặng ca ta vừa đập nặng ca nó đập với bằng cả bàn ATP trong cái nào cho nên dùng để bỏ tổng hình tài chứ cứ để tổng khi anh mở video nên dùng bàn đặt lên được một hàng bán để tổng chủ mình mình thì dùng nào. Ok, chúng chúng ta trong trao cứ tệ tổng chủ mình được ATP production chúng dùng đó mới thay cellular respiration ai bằng cả bàn ATP cứ sử dụng up to 32 molecule chạy bi 10 molecule được bằng bụng cục chúng mà đó tiếp tệ tổng chủ mình tận đoàn glycolysis cứ dùng từ tù bàn bì ATP hay nó không trap sai khó khi dùng tựa bàn bì ATP hay nó không electron transport chain và hai chiếc bóng hay bóng bói hay maximum để dùng tựa bán như xam sập bì ATP chống dùng một cái chỗ khí cứ việc bàn bằng đòn bằng tác là electron transport chain nó việc ai có hai chiếc bóng hay bóng bói ai biết là việc ai có hai chiếc xam sập bì đó. Ok chống sau đó sẽ cái đây máu trong every glucose molecule glucose môi môi nó cứ quan cho tới cái nông cá thôi đồng nọ đồng heo cao sức cá để chỉ aerobic respiration đó cứ và hai chỉ bán total nên ATP sản xuất ví nó cứ ba phần bàn chấm total represent maximum potential ATP production hợp glucose molecule ví aerobic cellular respiration cho những bạn thấy từ đấy glycolysis nó từ bộ máy cực vật dương bằng buôn ATP và tăng nhận ATP để dùng dùng một rạp rạp nó cứ bị ATP. Ok, và đó bắt tiết transform of pyruvate to acetyl-CoA hay nó không trap sai khó cứ dùng từ tùa bàn bị ATP đã tránh bị pyruvate đậm hay nó không electron transport chain cứ dùng từ tùa bàn một hay một bởi ATP tại khi nông năng phong đá cứ dùng bằng ăn ăn để hát chung một đọc sẽ rộng sẽ đầy máu nó ăn ăn để hát chung một đọc đại mùi ăn ăn để hát cứ biết mà nó bị trực trăm ăn tìm bế bằng ta biết tật tam sắp hờ đại sắp hờ khác có mình ta sẽ mùi ăn ăn để hát cứ mà nó bị ăn tìm bế chẳng phải để dùng con trái rất nhưng không khóc nghĩ tình tuổi tam nào hay đọc bè mùi mùi lịch kia ăn để hát bì nó cứ mà nó mùi trực trăm ăn tìm bế rồi có sắp hờ khác thì ta sẽ bị ăn tìm bế cho nó lại được bạn nhóm ai đi dạy bàn thang được lại nước ai sử dụng máu cũng mà phê bằng bệnh ATP được còn sản xuất cũng có sản xuất bị ATP vì thật tam sản phẩm được lại nằm vì ai khó khăn tình tuổi cho sử dụng sẽ cái máu cứ vô từ tua bán sản xuất bị ATP không một môi lịch kiến robot glucose cho nên bạn sẽ thèm những clay sử dụng máu quên cho nên trong session nước bên mình đó trong phải chọn cái session nước nhóm chọn ai này từng học nghĩa thôi sao reflection đó cho dùng một đề nhóm bàn đạn tìm mũi cứ cho anh để tận óc nhé từ xe đẹp mong tận tôn chủ mùi tận nấm mechanism robot glycolysis tìm pi cứ tận tôn chủ mùi tận nấm ta dùng form acetyl CoA vì phiền quản được bàn bị bách tìm bay tận tôn chủ mùi tận nấm tu nền ti robot trap sản khó nó không cellular respiration tìm mũi tận tôn chủ mùi nấm tu nền ti robot electron transport chain nó không cellular respiration tìm pram cứ tận tôn chủ mùi tận nấm despite major step đập bờ miền này thang ta sẽ bị kết khác để dựng generate ATP bát đối khi mình osmosis nữa hay trong cái đó cứ anh để tổng hợp thiết xâm là lại ATP vì đủ bát bí mà đồng đạc ca môi môi nữa ta đồng đạc ca môi cả cả lại cô lại xin bàn mạng ATP nó sẽ có bàn mạng nó lại transport chain bàn mạng trong session nó biết phần nữa có nhận tổng hợp thiết